Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kế toán Việt Hưng. Hôm nay thì Kế toán Việt Hưng sẽ giới thiệu đến các bạn một khóa học tổng hợp bao gồm hai lĩnh vực, đó là xây dựng và sản xuất. Hai lĩnh vực này khá là phức tạp bởi vì thứ nhất có rất là nhiều chi phí tập hợp cho hai cái lĩnh vực này. Thứ hai là doanh thu khá lớn. Nếu như trong trường hợp mà các bạn không biết cách tập hợp chi phí, bóc tách chi phí cho từng mảng, sau này quyết toán thuế các bạn sẽ rất khó giải trình. Cũng như nếu như tập hợp không đúng thì các bạn sẽ bị gạt chi phí ra khỏi chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Để tìm hiểu về nội dung của khóa học kế toán sản xuất xây lắp, các bạn truy cập vào website kế toán việt hưng.vn. Các bạn kéo thanh cuốn xuống bên dưới có khóa học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng. Các bạn click chuột vào khóa học. Đây là nội dung của khóa học kế toán sản xuất xây dựng được Kế toán Việt Hưng biên soạn rất là chi tiết. Đi về nội dung của khóa học này, các bạn kéo thanh cuốn xuống bên dưới để chúng ta xem chi tiết. Các bạn click vào xem thêm. Như tôi vừa trao đổi thì đối với lại khóa học kế toán xây dựng sản xuất thì nó có hai mảng. Do đó chúng ta sẽ đi vào từng mảng. Thứ nhất là đối với lại mảng xây dựng thì các bạn phải biết bóc tách, đọc hiểu dự toán để tập hợp chi phí cho từng công trình. Biết cách phân bổ chi phí như là chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ cho từng công trình. Bởi vì như các bạn biết là một công cụ hay một tài sản chúng ta mua về không chỉ sử dụng cho một công trình mà dùng cho nhiều công trình, thì lúc đó các bạn phải phân bổ như thế nào cho nó hợp lý để sau này quyết toán chúng ta dễ giải trình. Tiếp theo là các bạn phải nắm được cái cách hạch toán các chi phí nguyên vật liệu tập hợp cho từng công trình theo dự toán. Hạch toán các loại thuế như là thuế môn bài, thuế vãng lai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Hạch toán cũng như là lập hồ sơ lương nhân công cho từng công trình. Và hạch toán các cái chi phí mua ngoài khác phân bổ, ví dụ như là chi phí lán trại hay là chi phí làm đường tạm, hoặc là các chi phí vận chuyển vật tư phân bổ cho từng công trình thì các bạn cần phải lưu ý. Những chi phí nào dùng cho công trình thì chúng ta tập hợp cho công trình. Chi phí nào dùng cho sản xuất, các bạn nhớ là tập hợp cho lĩnh vực sản xuất. Đối với sản xuất thì sẽ đơn giản hơn. Chúng ta chỉ cần làm định mức nguyên vật liệu cho từng thành phẩm mà chúng ta sản xuất ra. Từ đó lập lệnh sản xuất, lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu và xuất kho thành phẩm ra để bán. Đối với công cụ hay tài sản cố định thì chúng ta không cần phân bổ cho từng thành phẩm mà chúng ta phân bổ chung theo tiêu thức nguyên vật liệu. Tiếp theo là sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tính giá thành của hai mảng sản xuất và xây dựng. Bởi vì hai mảng này hoạt động khác nhau, do đó cái phương pháp tính giá thành cho hai mảng là khác nhau, nên các bạn lưu ý cách hạch toán tập hợp chi phí cũng như là tính giá thành. Đi sâu vào cái phần giá thành, giáo viên kế toán Việt Hưng chuyên về lĩnh vực sản xuất xây dựng sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn khi mà các bạn tham gia khóa học. Cuối kỳ thì hướng dẫn cho các bạn lập tờ khai thuế, cân đối doanh thu chi phí, tính giá thành lên báo cáo tài chính và in sổ sách, sắp xếp hồ sơ chứng từ lưu trữ một cách khoa học. Đó là về nội dung của khóa sản xuất xây dựng. Còn đối với hình thức học, kế toán Việt Hưng chủ yếu có hình thức giáo viên riêng, tức là một giáo viên hướng dẫn một học viên trên chứng từ của trung tâm. Giáo trình riêng, tức là một giáo viên hướng dẫn một học viên trên chứng từ của công ty học viên. Lớp online, tức là một giáo viên dạy từ 5 học viên trở lên trên chứng từ của trung tâm. Cách thức học, giáo viên gọi điện nói chuyện trao đổi với học viên bằng cách gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để thao tác hướng dẫn các bạn thì bằng UltraView, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Về phần mềm kế toán, nếu như mà các bạn có rồi thì chúng ta không cần cài và giáo viên hướng dẫn trực tiếp trên phần mềm của các bạn luôn. Còn nếu như chưa có, Kế toán Việt Hưng sẽ cài phần mềm kế toán Visa hoặc Phát, bởi vì đây là hai phần mềm thông dụng nhất đối với kế toán hiện nay. Phần mềm thì các bạn được cài đặt miễn phí và sử dụng lâu dài cho doanh nghiệp. Trong quá trình các bạn làm việc thực tế cho doanh nghiệp có vấn đề gì vướng mắc thì các bạn liên hệ đến giáo viên hoặc trung tâm để được hỗ trợ kịp thời giải quyết các vấn đề. Sau khi tìm hiểu xong về nội dung của khóa học cũng như là hình thức học bên Kế toán Việt Hưng thì các bạn click vào chữ đăng ký học. Trước khi click vào chữ đăng ký học thì các bạn chọn hình thức học cho phù hợp. Sau đó click vào chữ đăng ký học. Các bạn điền đầy đủ thông tin của các bạn lên trên phiếu đăng ký.
Ở đây chúng ta đăng ký theo hình thức nào thì chúng ta chọn hình thức đó. Còn nếu không chọn thì các bạn có thể delete nó đi. Điền đầy đủ thông tin đăng ký thì các bạn click vào chữ đặt hàng để chúng ta đăng ký thành công. Cách thứ hai đăng ký học, các bạn có thể vào website làmketoan.vn, click vào chữ đăng ký học ở góc trên cùng bên phải và chúng ta cũng điền đầy đủ các thông tin cá nhân lên trên phiếu đăng ký học và click vào đăng ký ngay. Như vậy đối với lại phần đăng ký học thì có hai hình thức đăng ký các bạn lưu ý. Trong quá trình mà đăng ký, vướng mắc hoặc cần tư vấn gì cụ thể hơn thì các bạn liên hệ đến hotline của Kế toán Việt Hưng để bộ phận tư vấn sẽ hỗ trợ cho các bạn. Đăng ký học thành công, nếu như mà chúng ta muốn xem giáo trình mà Kế toán Việt Hưng biên soạn thì các bạn click vào xem giáo trình online. Lúc này chúng ta chưa là học viên của Kế toán Việt Hưng nên các bạn không cần login. Các bạn click vào các khóa học, chọn khóa học kế toán doanh nghiệp. Click vào kế toán xây dựng. Ở trong kế toán xây dựng sẽ có khóa học xây dựng sản xuất. Chúng ta click vào khóa học. Đây là nội dung của khóa học kế toán xây dựng sản xuất, được sắp xếp chứng từ theo thứ tự thời gian. Trong mỗi một cái phần của khóa học thì có rất là nhiều các hóa đơn chứng từ bên trong. Do đó khi mà được cấp quyền là học viên thì chúng ta mới xem được đầy đủ. Để tìm hiểu thêm về Kế toán Việt Hưng, các bạn có thể vào kênh YouTube của Kế toán Việt Hưng để chúng ta nghe các cái video mà Kế toán Việt Hưng đã giảng dạy một số bạn học viên đối với các lĩnh vực để các bạn hiểu về cái hình thức học cũng như là kinh nghiệm kiến thức mà Kế toán Việt Hưng trao đổi đến các bạn học viên. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về nội dung của khóa học Kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng. Hy vọng sẽ được hợp tác với các bạn trong thời gian gần nhất. Chúc các bạn thành công!